Trước hết là xin cảm ơn các anh em là thôi thì gia đình cũng là sắm sửa bộ bàn ghế như thế này thì trước mắt thì nhìn cũng là đẹp. Thôi thì giờ phút này thì các vị trở lên đây thì tôi xin chân thành cảm ơn các vị để làm sao các vị là đóng được nhiều bàn ghế hơn và chất lượng hơn. Vâng, xin chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Sửa Gỗ Gia Gốc cũng như tập đoàn Đồ Gỗ Thiên Phú của cơ sở nhé. Hiện tại thì em đang có mặt là ở thôn Tam Kỳ 1, xã Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc để bàn giao một đơn hàng cho anh Thao. Thì trực tiếp anh Thao đặt bên cơ sở anh em là một bộ hoàng gia chân 14 và kiểu dáng là mẫu mới. Và hôm nay thì anh Thao là bận với công việc, không ở nhà thì cũng như hôm nay có bác xe ở nhà là bố của anh Thao có nhận một sản phẩm này. Đầu tiên thì cháu xin chào bác nhé. Vâng, tôi xin chào nhé. Vâng. Bác Thao cho hỏi là hôm nay thì bác nhận hộ một sản phẩm này, bác xe hôm nay nhận hộ một sản phẩm này cho anh Thao thì bác cho xin đôi lời cảm nhận về sản phẩm của cháu. Thế thôi thì trước hết là xin cảm ơn các anh em là thôi thì gia đình cũng là sắm sửa bộ bàn ghế như thế này thì trước mắt thì nhìn cũng là đẹp. Thôi thì giờ phút này thì các vị trở lên đây thì tôi xin chân thành cảm ơn các vị để làm sao các vị là đóng được nhiều bàn ghế hơn và chất lượng hơn. Thôi thì cái hình thức này thì nói chung là cũng nhìn nhận được với mẫu mã của anh em làm. Thì bác Thao cho cháu hỏi nếu mà sau này có ai mua thêm đồ gỗ hoặc là muốn thì lấy thêm đồ gỗ bác giới thiệu cháu nhé. Vâng, thôi thì sau này tới đây mà tôi có vài chục ba man mà có không có bà nào yêu cầu đến cái bộ phận của các chú này thì tôi sẽ giới thiệu đến. Và các bạn được biết là bác xe là mai nhà anh Thao lên nhà mới, các bạn lên nhà mai là đấy, bác vừa nói đấy là sẽ giới thiệu khách bên cơ sở nhé. Thế thôi, cháu xin được thay mặt tất cả anh chị em công nhân trong xưởng là chúc bác và anh và toàn thể gia đình nhà mình gặp thật nhiều may mắn và luôn luôn là mạnh khỏe trong cuộc sống. Giờ cháu xin khoảng vài phút để review qua sản phẩm nhà mình bác nhá. Vâng, tôi thì xin cảm ơn các bác nhá. Vâng các bác, hiện tại thì em đang có mặt ở tại một không gian một cách hiện đại của nhà bác xe cũng như nhà anh Thao và cũng vừa mới lên nhà mới thôi. Các bác nhìn thấy đây, tất cả đây đồ gỗ thất là bằng gỗ tự nhiên hết. Và hôm nay thì cũng có tiện thể là bàn giao cho nhà anh một bộ sản phẩm hoàng gia hàng trên 14 và toàn bộ là làm là hàng khung 4 ván 2, hàng dày dặn vuông đá gồm 6 món kê vào không gian khoảng cách nhà bác thì được kê hình chữ L đấy. Mọi người thấy giúp em đầu tiên chiếc đoạn dài đây với kích thước là dài 2m55, sâu là 79 và cao là 1m53. Toàn bộ là bản trương, là trương liền khối dày 10 phân đục tỉa hai mặt và hoàn thiện tinh kỹ qua 7 lớp BOM. Tất cả trên là chất liệu hương đá 100% và bên cơ sở anh em làm hoàn thiện từ hàng thường đến hàng đặt hàng kỹ, luôn luôn là yêu cầu phải làm hoàn thiện kỹ đẹp nhất để cho bác có một sản phẩm chất lượng để sau khi mà kê phòng khách nhà mình. Vách thì cơ sở em có làm đây là vách để trơn trọn vân, vách làm cái lối là vách kính bướm và làm dày là 3 phân, tê thì là tê là tê đặc rồi, tê chữ S, tê thiên thần. Ván một sản phẩm này là ván dày 2, khung tranh dày 4, cổ chỉ toàn bộ là cổ chỉ 3 tầng. Đặc biệt hơn nữa cái điểm nhấn là bộ sản phẩm hoàng gia năm nay thì em làm là kiểu dáng là chân nguyên khối, chân 14. Yếm cũng làm theo lối là nguyên khối và là yếm này, tất cả đục họa tiết hòa tây hết thì trông rất là đẹp. Và riêng một cái đoạn dài này phải ngồi tầm 4 đến 5 người lớn ngồi vô cùng thoải mái các bạn. Cái bộ sản phẩm này thì là hai bên sẽ có hai chiếc ghế. Một chiếc ghế thì em sẽ kê là đầu cạnh chiếc đoạn. Thì ghế đơn này thì với kích thước là sâu 79 và ngang là 1m1, cao 1m48 phân. Toàn bộ là trương liền, vách liền, tê đặc, ván dày 2 phân và vân của gỗ hương đá thì mọi người biết rồi. Em đã giới thiệu rất là nhiều video rồi. Riêng nói về gỗ hương đá, ưu điểm của nó là vân đẹp, gỗ đều mò và form gỗ rất là mịn. Ngồi càng lâu thì giá trị càng cao. Cổ chỉ 3 tầng, chân là theo lối nguyên khối này, chân độc quyền, gỗ thiên phú nhé. Chân 14. Và sẽ ngồi thử trên một chiếc ghế đơn nhé. Một bộ sản phẩm hoàng gia trên 14 thì ngồi một người thì rất là thoải mái, anh chị em mình cảm nhận đúng không em? Và bên cạnh kia là sẽ có một chiếc ghế đơn. Đấy, bộ này đang kê chữ L. Ghế đơn còn lại thì kích thước y hệt nhau thôi, và đục tỉa hai mặt. Đục tỉa hai mặt thì em sẽ quay qua mặt sau của ghế đơn cho các anh xem. Bộ sản phẩm này em đục tỉa hai mặt, mặt sau đục rất là đẹp, đẹp không gì mặt trước các anh xem. Gỗ toàn bộ là trọn hết, hoàn thiện có 7 lớp BOM. Đấy, 100% gỗ hương đá. Và ở giữa thì cơ sở em đang kê là một chiếc bàn lớn. Cũng xin giới thiệu luôn các bác là khi mua hàng bên cơ sở anh em thì em có tặng kèm nó đó là một bộ bô bôi trà được làm trên nền chất liệu ngũ hương đỏ Lào xịn, gồm 5 món: một lọ đựng chè, một lọ đựng giấy, một lọ đựng tăm, một gạt tàn, và đây không thể thiếu một khay trà rồi để đồ ở trên. Và anh em có tặng kèm nó đó là một cái phiếu mua hàng trị giá tới là 5 triệu với lần so, khi mà các bác có thể là giới thiệu
cho hàng xóm nhà mình hay người quen thì mình cầm cái phiếu đến em là em sẽ giảm giá trực tiếp sản phẩm. Và có tặng kèm vào kính, như đây là em hiện tại em chưa cái kính ở trên để các bác nhìn xem cái mặt bàn thực tế em đang đục là một bức là khung gương các bác nhé, bức khung gương hòa tây, toàn bộ là ván dày 2 khung tranh dày 4. Bàn đôn thì luôn luôn là sẽ có ngăn kéo rồi, đôn một chiếc, bàn hai chiếc là ba chiếc đấy, hàng khung 4 của chỉ 3 tầng chân và chân 14, các bác nhìn giúp em. Và cạnh chiếc bàn thì hiện tại thì em đang kê tạm đây là một chiếc đôn, đôn này đôn kè bàn rồi, một chiếc đôn thấp này thì các bác để đâu cũng được, đôn kè bàn đây. Đấy, anh chị em nhìn giúp em, toàn bộ là cái đôn này để trơn nhá, để các bác để lọ hoa ở trên này, đập kính để lọ hoa. Hàng khung 4, ván 2, tất cả là cổ chỉ 3 tầng, được làm trên nền chất liệu hương đá. Đấy, cái đôn thấp cuối cùng đây là 40x40, toàn bộ này ván dày 2, rất dày nhá mọi người nhá. Chân theo lối nguyên khối, một mẫu sản phẩm cực kỳ đẹp như này. Hiện tại thì vừa xong, em đã giới thiệu xong cho mọi người một cái bộ sản phẩm hàng đặt của anh Thao đang đặt và lấy hàng bên nhà em. Thì bộ sản phẩm này em đang làm trên nền chất liệu gỗ hương đá. Thì mọi người quan tâm những dòng sản phẩm như này hoặc là cần tư vấn, hay liên hệ qua số điện thoại hotline bên em để em tư vấn cho mọi người. Nếu mà mọi người có thời gian, có địa chỉ có ở gần nhà bác xe hay là nhà anh Thao ấy, thì mọi người đến trực tiếp nhà anh luôn để tham khảo bộ sản phẩm nhà em. Có thời gian nữa thì các bác đến tận xưởng nhà em luôn, là cơ sở 1 nằm cạnh cái xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Có tổng diện tích được cây hàng trưng bày rộng lên tới 5.000m2 và có cả khu vực sản xuất mộc, khu vực trưng bày và khu vực hoàn thiện để mọi người qua xem mắt thấy tai nghe, nhìn thực tế ở tại xưởng em. Đấy, các bác xem được video của em thấy hay, hãy ủng hộ cho em những like, chia sẻ và đăng ký kênh cho em. Có những bình luận nó có ý kiến gì, anh chị em mình comment lại ở dưới phần bình luận để em sẽ cố gắng làm những video sau hay nhất có thể phục vụ mọi người. Đấy, giờ em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành theo dõi hết video clip của cơ sở. Em xin chào mọi người.